Hi xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là hiển thị cái sách nổi bật cũng như là xem nhiều ha. Cái chuyện sách truyện nổi bật thì mình sẽ hiển thị ở bên trong đây ha. Thì ở đây truyện tranh này, truyện yêu thích nè. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là thêm cái truyện yêu thích này rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ các bạn sẽ mở lại cho mình cái index controller ha, index controller. Ở đây cái index controller thì mình sẽ cho nó hiển thị ở trang truyện các bạn ha, ở trang truyện. Thì cái trang truyện này nó sẽ nằm ở đây. Đây. Chapter trang xem truyện tranh. Đây, xem truyện đây ha. Thì ở đây các bạn có thể là ở đây mình sẽ cho đây. Chuyện nó bật đi ha, mình sẽ cho chuyện nó bật. Chuyện nó bật sẽ bằng gì các bạn? Sẽ bằng chuyện. Ở đây mình sẽ cho là where, điều kiện là cái cột chuyện nổi bật của mình. Ở đây mình sẽ cho là bằng một ha, bằng một mình sẽ lấy ra là tag tag với số lượng là 10 chuyện ha. Sau đó mình sẽ cho là 20 đi ha, mình sẽ cho 20 chuyện. Rồi sẽ là get 20 chuyện. Ở đây chuyện nó bật, sau đó các bạn sẽ cho mình thêm một cái chuyện nữa đó là chuyện xem nhiều ha, chuyện xem nhiều. Rồi chuyện nó bật bằng hai, hai là chuyện xem nhiều ha. Rồi sau đó mình sẽ đẩy qua đây đẩy là chuyện nó bật chuyện xem nhiều qua đây ha. Rồi chuyện nó bật chuyện xem nhiều ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ quay lại cho mình cái trang view pages nè, pages rồi sau đó tới chuyện nè. Thì ở đây các bạn sẽ kéo xuống cho mình trang chuyện là cái trang này các bạn ha, trang này mình sẽ hiển thị ra ở đây. Các bạn sẽ copy cho mình đây chuyện tranh mới nhất nè, mình sẽ để lên đây hai cái ha, copy ha, một cái trước đi, chuyện chuyện nó bật. Ở đây các bạn sẽ để cho mình là cái chuyện nổi bật đi. Rồi. Ở đây mình sẽ để là chuyện nổi bật. Rồi. Và gì? Và thêm một cái favorite nữa. Đây là chuyện xem nhiều các bạn ha, chuyện xem nhiều. Rồi. Ở đây cả biến nó là gì các bạn? Biến nó là chuyện xem nhiều ha, chuyện xem nhiều. Chuyện nổi bật và chuyện xem nhiều. Rồi. Ở đây các bạn sẽ đổi cho mình là thành nổi bật. Thì những cái biến dưới đây nè, các bạn đổi cho mình là thành nổi bật hết ha. Tại vì mình tránh cái biến nó trùng nhau ha, nó không biết lấy biến nào thôi. Chuyện xem nhiều, ở đây các bạn đổi cho mình là thành xem nhiều. Rồi copy, sau đó là mình sẽ paste ra đây. Rồi ok, sau đó mình ra lại mình refresh nè. À, thì các bạn sẽ thấy nè, chuyện nổi bật và chuyện xem nhiều, chuyện nổi bật mình chưa có nè ha, chuyện xem nhiều tạm thời mình có hai cái nè đó. Thì ở đây rồi ở đây mình sẽ liệt kê thử cái chuyện này đi, chuyện xem nhiều đi ha, chuyện xem nhiều. Chuyện xem nhiều bốn cái chuyện xem nhiều ha. Rồi vào một cái chuyện chuyện nổi bật thì chuyện nổi bật đi, chuyện nổi bật creepy pasta. Rồi mình sẽ có bốn cái chuyện này thành là chuyện nổi bật. Thì đây mình sẽ thấy đây thì chuyện nổi bật và chuyện xem nhiều ha. Đó thì ở đây các bạn có thể là mình sẽ cho nó một cái ở đây các bạn có thể cho mình class là cái cạc header ha. Cạc header để cho nó nổi bật lên tí xíu. Chuyện yêu thích. Ở đây các bạn sẽ cho mình là cạc header ha, cạc header. Chuyện nó bật đây. Rồi, thì sau đó mình refresh thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ nổi lên ha, nó sẽ nổi lên. Đây mình sẽ cho màu đen. Đây. Đó, nó sẽ nổi như thế này.
Rồi, ở đây các bạn có thể là ở đây mình sẽ kiểm tra thành phần ha. Rồi mình sẽ ví dụ mình thay đổi lại cái này, cái màu card header, mình sẽ cho nó là background, background nó một cái màu khác đi, ví dụ như là nó màu màu nào cho nó nổi bật ha. À, ví dụ màu này ha, màu dark gray. Đây, background dark gray ha. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình là card header với cái, ở đây mình sẽ để là style là card header nè, chấm card header. Rồi, ở đây mình sẽ cho background. Ở đây các bạn sẽ cho mình là important đó ha. Important có nghĩa là nó sẽ ưu tiên cái đoạn class này, đoạn CSS này. Tại vì cái card header là nó class của gì? Của cái Bootstrap, nó đã mang sẵn cái màu rồi. Cho nên là mình sẽ lấy cái important, có nghĩa là nó sẽ ưu tiên cái màu này ha, ưu tiên cái màu này. Đây nè, card header nè, nó sẽ ra là màu background color của nó là màu của nó nè ha, màu xám nhẹ nè. Đó, đây mà mình sẽ cho nó cái màu này ha. Đó, thì nó sẽ được như thế này. Thì khi mình chuyển thành màu đen, đó, thì nó cũng nổi bật ha, nó cũng nổi bật chứ nó không có bị chìm. Đó, màu như thế này ha. Các bạn cũng thể thêm một cái màu hexa, màu khác ha. À, tùy. Ở đây ví dụ như mình sẽ đổi lại một cái màu hexa đi. À, đây, dark gray nè. Các bạn có thể là đổi thành một cái màu khác. Đó, các bạn cứ rê ha. Rê. Ví dụ mình cho nó là màu hồng nhẹ như thế này đi. Rồi, nó là cái màu là F2 như thế này. Rồi mình copy vào mình paste ra đây. Đó. Rồi sau đó các bạn refresh lại cho mình. Mình sẽ được cái màu như thế này. Đen. Đen thì nó sẽ không có nổi nha các bạn, nó không có nổi. Đó, đây mình sẽ đổi lại màu cũ.